Mô Di Đà Phật, nay đủ duyên lành cũng bằng tình cảm yêu thương. Thì cô Vicky chú Hưng ở bên Mỹ tặng cho bà Chính hũ thuốc viêm khớp này để cho giúp cho bà Chính có thuốc để bà Chính uống, đi bán vé số qua ngày. Tuổi về già, chồng con chết hết ở trong nhà trọ, nhà thuê nhà mướn để đi bán vé số kiếm tiền. Cô Vicky với chú Hưng ở bên Mỹ ở nơi xa cho thuốc bà Chính uống dị, rất là ấm áp tình yêu thương. Nguyện cầu xin Đức Phật gia hộ cho vợ chồng cô Vicky với chú Hưng ở bên Mỹ được sở nguyện tùy tâm, sở cầu như ý, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Nay cô Vicky với chú Hưng ở bên Mỹ tặng bà Chính hũ thuốc viên xương khớp này. Bà Chính có đôi lời gì bà Chính chia sẻ? Cảm ơn cô Kỳ, những người chú chú Hưng ở bên Mỹ bạn cho gia thuốc này nha. Cảm ơn mình, chúc cho con trai mình giỏi, chúc là năm cuối năm mà mình giỏi mang phát tài. Có thuốc này bà Chính uống nha. Thuốc bà này Chính uống chứ. Dạ uống vô đỡ nhất lắm á bà Chính ơi. Nha, dạ. Khớp này đó hả? Dạ xương khớp đó, khớp đồ gì đó bà Chính. Bà thì chuyên khớp tâm tâm bình đó, mang cả tâm tình đó bà. Nếu mà có quà tiếp theo con quay trở lại nha. Bà uống thuốc và giữ gìn sức khỏe nha. Rồi cảm tạ tình thương của cô Vicky với chú Hưng rất nhiều. Cảm ơn cô Kỳ với chú Hưng. Chú Hưng. Có lòng mà cho cảm ơn. Nhưng mà già uống cảm ơn.